Hello, xin chào các bạn, bạn đã đến với channel của mình là Kenta TV nha các bạn. Nếu các bạn thích clip hãy để cho mình một like và subscribe, đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận những kênh mới của mình nhé các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu video thôi nha các bạn, bắt đầu video. Let's go. Và mình sẽ đi vào nhà mình. Đây là nhà của mình đó các bạn. Đây, nhà của mình đây. Đó, các bạn thấy không? Nhà của mình đây. Thôi, mình sẽ đi đây. Mình sẽ đi chút của mình đây các bạn. Các bạn thấy vườn chút này đẹp, hãy cho mình một like nhé các bạn. Đừng quên các bạn. Đừng quên các bạn hãy nhấn vào cái chuông nè để nhận những kênh mới của mình nhé. Mình sẽ đi đây. Rồi, mình sẽ đi vô nhà đây. Mình cũng có thêm một căn nhà đây các bạn ơi. Đây, nhà của mình đây cũng có chuông đó. Nếu như có ai mở cửa thì có chuông, mình sẽ ra mở cửa cho các bạn. Gì đó chuông hết các bạn. Đây, mình sẽ ra nhà cho các bạn ham một coi đây. Đó, nhà của mình đây. Nhà của mình đây. Đó. Nếu như các bạn thích căn nhà này của mình thì các bạn hãy comment nhé. Comment ở dưới, còn bình luận ở dưới nhé các bạn. Đây, mình sẽ đi ra ngoài. Đây là Kenta TV nhé. Đi rồi. Hôm nay không có sự tiếp chơi với mày, sự tiếp cho bạn rồi. Mình sẽ chơi mình ngon. Đây chính là dãy trọ này, mình xây đây. Đây là phòng trọ. Những phòng trọ nè các bạn ơi. Còn mình sẽ đi có con, mình sẽ có con nhà ở trong đây nữa các bạn ơi. Mình sẽ vô nhà của mình nhé. Thôi đi về nhà thôi. Đó, nhà của mình đây. Mình xây giống anh Nhất Thước đi. Nhưng mình xây không giống anh Nhất Thước nha các bạn. Nó chỉ có khá thôi. Đó. Và mình sẽ lấy bông. Ồ, bông bông. Thôi đi lấy bông thôi. Mình chọn được. Bông. Đủ 4 cây rồi các bạn. Và mình sẽ vô nhà của mình bằng cửa sau nhé các bạn. Cái thế giới này cũng gần thành thành phố luôn rồi. Trồng dâu. Ủa, cái bông này trồng không được kìa trời. Cái bông này bự quá các bạn, trồng không được. Mà dạ, trong vườn nó có bông. Để chân cương vô. Chân cương này mới lấy ở ngân hàng giờ đó. Ăn cướp. Hồi xưa ra ngoài thôi. Ôi. Wow. Một cây bông, 2 cây bông, 3 cây bông, 4 cây bông. Đó, đủ trồng rồi các bạn ơi. Thôi đi về. Nó trồng được rồi các bạn ơi. Wow.
Nó đủ 4 cây rồi các bạn ơi. Cái gì vậy? Thôi mình sẽ ngủ nha. Wow, xin chào tạm biệt các bạn. Các bạn ở ngoài đời thì mình ngủ rất là lâu. Ở trong Minecraft này mình ngủ chỉ có 5 giây thôi là sẽ sáng rồi các bạn. Đó là TV của mình đây. TV đề mới của mình đó. Đó, xem lên giỏ. Đập cái nút vào cho chân cho nó được. Trời ơi, bà con chúa bưng con heo. Trời ơi, quái thiệt, tấm hình đâu mà xấu vậy. Con chúa nào không con heo. Thôi mình sẽ đi về nhà cũ của mình nhé. Đi thôi. Đi thôi. Bạn hãy ủng hộ kênh của mình nhé. Đi thôi. Các bạn ơi, ngựa kìa, mình sẽ cưỡi ngựa nhé. Dướng rồi. Rồi. Đi thôi. Mình sẽ tắm này. À, nước rồi. Đặt nữa. Ờ, ngợp quá. Đây cái hồn cầu của mình đây. Ngồi á. Bẹt 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 bẹt. Rửa tay. Các bạn muốn các bạn Facebook của mình á thì mình tên là Khanh Nguyễn nhé các bạn. Cái hút mình tên là Khanh Nguyễn. Các bạn hãy bấm vào Khanh Nguyễn thì sẽ ra đi. Mình
mình sẽ cho các bạn thấy đây chính là tầng hầm bí mật của mình đây. Đây. Đó, đây tầng hầm bí mật của mình đây. Đó, tầng hầm bí mật của mình đây các bạn ơi. Đó, thấy chân gương chưa các bạn? Burgo, wow. Mình là Burgo. Wow, đây. Em nhớ rồi, chỉ giấu chân gương rồi. Sắc không có để vô được nữa. Ông mà sẽ lên. Hỏi đây, nó còn có sắc hiện nữa. Rồi, thôi, còn hơn máy lên thôi. Mình sẽ đặt lại cũ ha. Đặt đây, mình sẽ đặt đây. Để cho đừng phát hiện nhé. Đó, đây. Đây đây là đổi đồ nhé các bạn. Lần sau mình sẽ làm kênh, lần sau mình sẽ làm clip khác nhé các bạn. Lần sau mình sẽ làm clip khác. Video đến đây đã hết. Video đến đây đã kết thúc nhé các bạn. Rồi hẹn mấy bạn gặp lại lần sau nhé. Bye bye.